Nhìn cua đá này hấp dẫn lắm. Đây. Mình nhớ cam thôi. Cua này. Bò kinh quá. Đây. Chơi nhau không? Chơi nhau không? Ấy. Chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Hoàng Khuê Vlog của mình. Chào mọi người nhá. Hiện tại bọn mình đang ở một cái thung lũng. Thung lũng đá đây các bạn. Thung lũng của chú Vân. Ở video trước thì bọn mình cùng với chú Vân cũng trải nghiệm tham quan thế này và được ăn những cái món đào lam rừng. Hôm nay hai cậu cháu bọn mình lại quay trở lại thế này, sẽ trải nghiệm qua đêm săn bắt hái lượm mò cua, một tôm rồi đi bẫy. Đây bọn mình đã chuẩn bị một số cái bẫy đây rồi, tí sẽ đi vào rừng để bẫy thú rừng. Bấy em chuột. Chú Vân thì chú không biết đi công việc gì rồi, chứ thấy về. Thì tí nữa chú về thì tối mình sẽ ở đây có thể là hoàn huyên tâm sự với chú một đêm. Rồi là xong là đi săn bắt hái lượm. Rồi, mai, bây giờ mình đi ấy rồi nhỉ. Hai cậu cháu mình đi đi bấy rồi. Đi bấy rồi. Các bạn hãy theo dõi video của mình nhá. Trời cũng gần tối rồi các bạn ạ. Mình lên hơi muộn nên là phải tranh thủ nhanh. Không trời tối mất. Bị đặt bẫy, đặt mồi. Ở đây có cái hang. Ủa, đây có cái con cua to thế. Đây là cái cạm của chú Vân trước, chú bấy mà sập rồi. Chưa bắt được. Ủa, con cua to quá. Cua đá. Cua đá. Trước nhấp kịp. Ủa. To thế. Thôi để tối mình soi chắc mới bắt được. Tối rồi các bạn. Bây giờ phải đặt đèn pin, đặt bấy. Nó sẽ ăn ra đây, nó sẽ kéo bên này. Có đường đi không? Đấy, không cần phải có đường đấy rồi. Chỗ nào cái đẹp đấy rồi. Đây nó đi thoại. Đây rồi. Ui. Dây đứt hết rồi. Mẹ dây cỏ đi. Củ này nó mà ăn thì chắc là cái nó sướng mồm lắm ấy nhá nhỉ. Nhìn to mà. Chỗ này có cái đường hầm. Đường hầm này là đấy, chỗ đấy, bấy vào chỗ đấy. Đi rồi. Ăn được cái này xuống rồi. Đây là đặt 2-3 cái vào đấy. Trời đã tối rồi các bạn. Mình cũng hai cậu cháu mình cũng bấy xong. Tối hẳn rồi, bây giờ đi về. Rồi, muối là sắp khiêng mình đi rồi. Đi về chốc khoảng lúc nữa là bọn mình sẽ đi soi cua, soi tôm. Tối nay sẽ đi soi cua ở đây luôn. Tối nay chắc nhiều cua nhỉ. Một con. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ đang là 9 giờ đêm. Cua đây rồi. Hai cậu cháu tôi với tôi xin giới thiệu cua. To là quá. Chúng tôi đi là kiếm được rất nhiều cua này. Ui, con như đá mài luôn này. Ở đâu còn chú to thế. Chú Vân đã bắt được một con cua đá vàng ươm. Nhìn như kiểu khủng long đấy. Sướng rồi đấy, con cháu bé quá. Nhiều, ở đây nhiều lắm. Nó lên. Úi xời, hai em nhảy rồi. Ích đáp hả chú? Sao nhảy mất rồi? Nhảy mất rồi. Đá cá con mấy tí rất nhiều nữa.
Ừ, béo lắm này nhờ. Ếch đáp này. Con này béo. Em ếch. Chết. Đây cả. Ếch của anh chú tí. Ba em cua đây. Ừ. Rồi, một em ở đâu đây? Đấy kìa. Cua cua. Lại kiếm được mấy con không các bạn? Có ăn thôi. Để nước sạch này. Có. Mẹ em chui vào trong này rồi. Tôm. Tôm. Tôm mà có một cụ bắt nó. Cái đáp đi. Đáp, đấy đó. Cái con bé bắt. Đấy. Cô bắt anh chị. Đáp đi. Lại kiếm được một con ếch đáp nữa. Ôi nó khó thế. Quay nhanh, quay nhanh. Như vậy đi một con rồi. Đi rồi. Ừ. Cua to thật nhỉ. Vẫn đưa một chút. À, đáng hết nhỉ. Ăn gặp nhau. Úi, cẩn thận, cẩn thận. Đang hôn nhau các bạn. Khó lắm. Hai cua đang hôn nhau. Có thể vào trong. Đây. Ở đây là biết bắt như được. Không biết bắt. Để kẹt chết. Đâu. Có bó cử. Đang soi trên này xem có con đình đạng. Con đấy như con đình đạng xanh xanh các bạn. Con đấy nó nhiều con thằn lằn đấy nhỉ. Nó thuộc vào hệ dòng thằn lằn. Bỏ sát đấy. Đây các bạn, có một con này. Úi giời. Ui ui. To thật nhỉ. Em nó quá khủng luôn. Ui giời. Ui đây. Khủng nhỉ. Ui giời. Chân nhìn cua. Nhìn sướng lắm các bạn ạ. Nhìn như vô khủng lắm. To thật. Đây này cháu vừa tóm được một con này. Đây các bạn. Chú Vân vừa lấy được hai con này. Nhiều lắm. Cực nhiều luôn. Này ăn thì. Chịt chịt chịt. Ui giời. Hoàng cái bé. Nhìn ra man không? Con này to dám ăn. Con này to. Con này sắp đổi màu tím rồi. Màu tím. Con này đang ở khe đá. Nó đang ăn con này. Ăn con gì nữa? Ăn con gì. Ôi. Ui. Xuống nghe. Đây, phát hiện của mình. Con ếch tát này. Ui, nhanh đi. Được con gì chú? Không có con gì á. Không ăn thua mẹ. Đấy có một con cá gì thôi. Đấy con là con gì. Là con cá. Đấy con này phải bảo này bảo. Các bạn nhà mình đến trước đã về được một nửa tải rồi. Bây giờ lại được thêm nửa xô. Chuyển lấy xô đây. Đây là mình một cơ số nữa. Nhiều nhỉ. Con này to thế. Thì cả ươm này. Rất là sôi cũng vậy này. Vâng. Anh để cháu tôi với chú Vân. Con cua. Rồi khoảng 3-4 tiếng. Cua. Bao nhiêu? Tỏ thế này. Nè. Cái tải này. Bao nhiêu con? Có phì này. Phì này. Bao nhiêu con? Xuống nhá. Ôi. Cho em nó nghỉ ngơi mai. Triển khai. Chào tất cả mọi người. Đây đang là buổi sáng ở thung lũng đá của chú Vân. Buổi sáng ở đây rất là mát mẻ bình yên. Nghe tiếng chim kêu rất là vui. Khu rừng rất yên tĩnh. Tối qua bọn mình ngủ lán chú Vân. Ở đây gió rất mát, trong lành. Ngủ rất ngon. Có thể thấy là buổi sáng ở đây sương mù rất đẹp. Bác tí. Các bạn ạ, tối qua cua bọn mình soi được đây nửa xô rồi luôn.
được bao nhiêu con ếch đát ấy, nhưng mà bị cua ăn hết rồi. Qua một đêm cua nó chén sạch. Còn có được 4 3 con. Ô, béo nó thật nhỉ. Con này nhắm mắt đi. Ui. Súng ạ. Ui, con này bà. Đây. Nhìn cua đá này hấp dẫn thật. Đây. Mình nhớ cảm thôi. Con này. Nó bò kìa. Đây. Chơi nhau không? Chơi nhau không? Này kẹp đau lắm ấy. Con này mà kẹp đang chết luôn đấy. Tối qua cậu còn dính 3 phát cháy cả máu. Đây. Nhớ cam nó mọc gai luôn cơ mà con này giả. Con này chắc con này quá già luôn này. Hôm nay sẽ thiết kế món này các bạn. Là món cua hấp xả bia. Cua hấp xả bia. Bắt đầu. Ôi, một mình em nó chỗ này ăn nhiều, tối qua ăn nhiều khỏe quá nên bây giờ cẩu được cả hai con luôn đấy. Tối qua nó ăn ếch nhiều mà con này chắc phải ăn. Giờ đến khâu thái gia vị các bạn. Thái ớt cùng. Không phải đâu, hôm qua chanh ăn không được thì sao giờ nó làm mạnh đấy. Giờ bọn mình sẽ đổ bia xuống. Bị hai lon bia mới đâu. Mình sẽ đổ một lon trước, còn một lon tí nữa mình đun hà, tạm đến đâu mình đổ đấy. Con này mạnh thế, vẫn bó. Con này chắc tới qua nó bị ghen tị không được ăn nhiều. Đấy, tao cho mày, bữa cho mày một tí cho mày say. Say rồi. Một lon tao đủ không em? À, được. Được, thêm nước vẫn ít vào. Bây giờ bọn mình đang nổi lửa đấy các bạn ạ. Cho nồi lên bếp rồi là ui này. Hấp món này. Nhìn sướng nhỉ. Sướng. Bây giờ nó đang ăn gia vị kìa. Đang xay gia vị. Nó ăn ếch no rồi. Bây giờ nó cho nó ăn gia vị. Sau một hồi đun rất là lâu rồi các bạn. Cái gì đang chín không? Ui giời ơi, chín rồi. Thơm quá các bạn. Ui con ếch cái mắt lòi. Ui nhìn con cua vàng nhỉ. Sướng vàng. Ôi nước xuống rồi nhỉ. Bây giờ đây, Trung Hiếu đây đang thực hiện món nước chấm. Ở đây làm món nước chấm có 1-2 thôi. Đúng rồi, còn xả thành khô với tỏi. Mình cho là một chấm chanh, chấm ớt và chấm món cua phải chấm cái gia vị để ngon các bạn. Bây giờ sẽ triển khai ra mâm các bạn ạ. Ui, con này nhìn vàng chết thế. Ui giời ơi. Ui chất liệu nhỉ, nhìn vẫn còn như kiểu đang bò ấy nhỉ. Món ăn của bọn mình đã xong, cua hấp bia với xả. Bây giờ là chén nó thôi. Hôm qua nó ăn hết ếch của mình, bây giờ mình phải ăn hết nó. nó ăn hết ếch của cháu rồi. À đi à. Tại hôm qua về cháu không được tách nó ra. Thế để đến sáng nó ăn hết 20 con ếch luôn. Đây là chú Quyết. Chú Quyết là bạn của chú Vân. Thì vừa đi làm đá về. Chào anh em nhá.
Ở đây cùng anh em triển khai cái mâm cua. Cua. Cua hoàn thế. Ôi giời, đúng đi chú ơi. Dùng đi anh em ơi. Ôi cháu chơi luôn con to nhất này cho. To gì? Đi. Ôi. Đỏ luôn. Bắt lại để khuê đi. Ôi. Con đỏ nhất đấy. Tháng tới là đỏ. Mời tất cả mọi người nhá. Mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Giòn lắm nhỉ. Ngọt lắm, thì nó ngọt lắm. Chắc là tối qua nó ăn ếch vào. Đây còn mấy con này vàng thật, đỏ chói ra. Nhìn hấp dẫn quá các bạn. Đó. Cua đá này ăn nó ngọt thịt lắm. À, ăn nó điếc lên cả tai, giòn quá. Cả tưởng cháu tưởng cái răng của cháu nó bị mẻ. Có hơn tắt máy à, không có quả gì. Em. Có hơn cháu buồn cười. À, tiếp thịt trắng bốp rồi, béo. Hôm cua qua này cũng không kém gì cua hoàng đế các bạn. Đằng tối qua mình vô béo nó cả đêm rồi còn. Nên bây giờ nó mới béo. Cho vào đấy mình ăn được cua nhỉ. Làm ếch của tao là tao ăn của mày. Ăn mày. Nó ăn ếch mình rồi bây giờ mình ăn nó. Mổ bụng nó ra xem có con nửa con ếch nào ở trong. Nó chẳng nhai rồi nát hết ra rồi. À, chơi luôn ba cái chân của nó luôn này. Cái chân này dài nhỉ. Giòn lắm nhỉ. Nấm canxi. Thường lắm các bạn ăn lóp 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 này. Giòn lắm. Ăn sướng. Ngon không chú Quyết? Ngon quá. Khác gì cua biển nhỉ. Này nó cua đá, cua núi mà. Nó vị nó ngọt hơn đấy. Ngọt hơn. Hơn cua đồng. Ngọt hơn nhiều không? Ngọt. Không là nó lại ở nước sạch chứ chú nhỉ. Sạch, nước trên này quả sạch ở bóng. Ở biển nó vẫn có cái vị hơi mặn mặn. Đồi núi của mình này. Mà nó cứng quá không? Thử nào. Thế là nó ăn à, nhốt thôi nó ăn được ếch nhỉ. Mà... À, cứng. À, cái mỏ này cứng lắm. Cái mỏ này tối qua nó kẹp mình mấy phát, chảy cả máu các bạn. Chú Vân ăn được mấy con chú về nghỉ rồi. Chú bảo là ngấy quá, không chịu được. Rồi. Bây giờ mấy chú Quyết với... Nó béo quá ấy. Với thằng Hiếu đây. Đã. Béo quá. Mình tiếp tục kiếm con này. Mình vô béo cho nó rồi nên nó béo. Các bạn, chú Quyết cũng bảo là ngấy quá, chú đi rồi. Không nổi nữa rồi. Bây giờ đến lượt cháu. Đấy. Bây giờ thì mỗi mình với hai cậu cháu mình thôi. Thằng hai cậu cháu thì phải ăn hết. Sẽ giải quyết hết cái mâm này. Điền của nó này. Con này to nhất đấy. Ôi, con này to khủng luôn này. Đây các bạn, con này nhìn khủng thật. Nhìn hai càng. Ui, mai của nó vàng ươm. Nhìn nó rất là sướng. Chơi luôn. Chấm đây, con này chắc là nó ăn nhiều nhất. Con này to nhất rồi. Mời các bạn nhá. Chạy theo nó. Úi giời, sướng quá các bạn. Như giòn. Ngon á. À, chân nữa. Sướng. Ăn sướng á. Ngon nhỉ? Ui, ngọt thịt lắm. Ai kìa. Cặp tưởng như cái răng mình mẻ à. Đây các bạn, mình cũng thưởng thức con này. Mời cả các bạn nhé. Ngon lắm. Mình nghiền tốt nhỉ? Giòn lắm các bạn. Ngon. Răng mình nghiền mạnh thật. Ngọt thịt lắm. Cả chỗ này nhiều thịt thế. Đây một mình đã giải quyết gần hết rồi đây. Còn vài con nữa thôi. Hết rồi. Còn mấy con bé bé à. Con to mà hết rồi. Mấy. Mình đã trải nghiệm từ hôm như qua đến hôm nay rồi. Hai ngày. Được ăn món cua
đá này rất là tuyệt vời. Đá dế được ăn cả món ếch tát thôi, nhưng mà thế là một món nó dồn thành hai món, nó ăn mất rồi. Hôm qua nó mấy con cua nó chén sạch chứ không chừa một con đi nào. Nó để cho cậu cháu mình đúng ba con thì thiếu chân, con thì thiếu đầu. Coi như là món ếch là tầm bổ cho món cua. Thế là hai món dồn một món. Các bạn ạ, bắt chưa? Hai cậu cháu bọn mình ăn sau thì cũng hết rồi. Ăn gần hết, còn lác đác mấy con nhỏ nhỏ thôi. Ngon. Ngon tuyệt vời. Buổi trải nghiệm thì đến đây của bọn mình ba đêm rồi bắt món cua, là món cua hấp bia xả. Video của mình xin tạm dừng tại đây thôi. Ngon. Chào cả mọi người nhá. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ kênh Hoàng Khuê Vlog của mình nhé. Hẹn các bạn ở những video lần sau. Chào tạm biệt các bạn. Đợt sau thì sẽ đi săn những con khủng hơn nữa.